Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai hay kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với bãi kiện của anh Nhân ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng cây chi cành đẹp đế quá luôn cô chú anh chị ha. À, đây là một lô phôi mai, xíu nữa là anh sẽ chia sẻ cùng cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em xin vô clip luôn ha cô chú anh chị. Dạ xin chào anh Nhân. Dạ anh chào Phương. Dạ con kính chào cô chú bác anh chị gần xa. Dạ hôm nay con có về là được hai mấy phôi mai à. Mai vàng mình không à, cốt cành có nha cô chú. Số điện thoại con giao lưu là 0939198843. Thì nói đầu tiên con chúc sức khỏe năm mới cô chú bác à. Dạ. Dạ đây là mã số 1 nha cô chú. Rồi cây bonsai á cô chú anh chị. Dạ. Thân nó rất là gắt nha cô chú anh chị, nó có một cái nó rộng sắn ốc nhìn đẹp lắm cô chú. Đế là có đế luôn nha. Dạ, rồi em xin số lô luôn rồi nè. Dạ là 22 ạ. Vị trí này 22. Cái co gắt là nó dính luôn vô cái thân luôn. Cái co là nó dính, để con đo nguyên cái co. Nguyên cái co này tới 37 nha cô chú. Chiều cao là 39 à, số đẹp luôn cô chú ơi. Đường kính bầu 33. Mã số 1 này con xin giao lưu là 2.500.000 cô chú. Dạ 2.500.000 với cô chú anh chị nha. Có cành có, đế là bỏ đi luôn ạ. Dạ, em đỏ nha. Theo là mã số 2 cô chú. Mã số 2, cây này cũng cây này già cây lắm cô chú ơi, nó lên da me hết trơn luôn nè. Đế là có đế đi luôn nha. Dạ. Dạ, cốt cành tứ diện luôn nha cô chú. Này về cái này là con bao bông đẹp luôn nha cô chú. Bông từ 5 tới 10 cánh nha cô chú. Này đã có mặt bông, con có mặt bông rồi. Dạ, phôi mai giảo ha. Dạ. Được rồi, em xin số lô nha. Dạ là 24 à. 24. Đo sát tốt trên luôn nha cô chú. Dạ. Đo sát dưới là bự hơn à. Sát dưới đây nó tới 27 nha cô chú ơi. Dạ. Chiều cao là 44. Đường kính màu là 33, mã số 2 này con giao lưu là 2.500.000 ạ. Rồi 2.500.000 cái mã số 2. Cốt cành có ha cô chú. Rồi em đổi nha. Theo là mã số 3. Dạ cây này không cao hơn xíu, chi cành tứ diện luôn. Cao à, cốt cành đều hết trơn cô chú. Gắt là già luôn cô chú ơi. Gắt ha. Đế bỏ đều. Lên da me hết trơn luôn ạ. Rồi em xin số đo luôn nha. Dạ là 21 à. Dạ 21 à. Chiều cao là 72 à. Dạ. Đường kính bầu 35. Mã số 3 này con xin giao lưu là 2.400.000 à. Dạ 2.400.000 nha quý cô chú anh chị. Cái này về lọt cái tàn cái nữa là mau chơi nha. Dạ. Này mình chơi ghim cũng được. Dạ. Rồi em đỡ luôn nha. Theo là mã số 4 à. Cái này là cốt cành khỏi chơi luôn cô chú, dày mịt luôn ạ. À. Cái này dốc ngọt luôn vô chú chị nha. Dạ, cái này có đế cũ luôn á quý cô chú. Rồi. Em xin số đo luôn anh ha. Cái này con cũng không biết sao, cái sắn ngay chân cái cục này bị kích nữa. Cái này con đo cái cổ nè. Cổ này 20 cô chú. Dạ. Nó sát dưới góc này bự cô chú ơi. Sát dưới góc này tới 32 cô chú. Dạ. Đế cứng bầu luôn nha cô chú. Ngóc này tới 36. Tổng quanh đế là 125 à. Dạ. Đường kính bầu 41. Chiều cao là 84 à. Mã số 4 này tính xin giao lưu là 3 triệu đồng à. Dạ, 3 triệu hết cô chú, cây trực cơm cao cốt cành. Già dạ, cây dữ lắm cô chú ơi nè. Da me hết trơn gốc luôn. Rồi em đổi luôn nha. Tiếp theo là mã số 5 à. Rồi cây này nó rất là quái cô chú, chị đâm tụ không khỏe luôn à. Rồi nhìn cô chú nhìn cái gốc này dữ lắm. Cái già lắm nó lên xù xì luôn lận hết trơn cô chú chị. Cây này nhìn giống như quái thú vậy ha. Dạ. Rồi em xin số đo luôn ạ. À. Dạ là 21 à. Dạ.
cao 49, đường kính bầu 28 à. Mã số 5 này xin giao lưu là 1.800.000 à. Rồi 1.800.000 phôi mai vàng quái. Rồi em đổi theo nữa nha. Theo là mã số 6 à. Rồi, cái này thì cốt cành có đều hết rồi cô chú anh chị, mình chơi duyên là ok ha. Dạ. Hoặc là mình ghép một số dòng cúc mai bông đẹp với cô chú. Đây này có cái bụng ảo luôn. Dạ, em xin số đôi luôn ạ. Này cốt cạnh điệu nha cô chú. Dạ là 25 ạ. Dạ vị trí luôn 25. Chiếc trên đây thì cũng 25 luôn. Cao là 73. Đường kính bầu 39. Mã số 6 này xin giao lưu là 2.2 ạ. Dạ 2.2 nha cô chú anh chị. Khoảng cách chi cành đóng là thích dịch ha. Rồi em đổi cây luôn ạ. Tiếp theo là mã số 7 à. Đó, mã số 7 nhỏ mà đấy. Nè, cây này khéo cây nha quý cô chú. Cái này về cô chú để chừng 1 năm 2 năm là nó liền nghi gan như mấy cây kia vậy đó cô chú. Dạ. Rồi, em xin số đo luôn nha. Dạ, là vị trí này 18 à. Dạ. Cái to thì nó gấp. Dưới cái cổ 20 ạ. Để thì bỏ đều nha cô chú. Chiều cao là 57 ạ. Đường kính bầu 30. Mã số 7 này xin giao lưu là 1.800.000 ạ. Dạ 1.800.000 ạ. Rồi em đổi luôn anh nha. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Dạ số 8. 8 thì là vô cái thế mình chơi bonsai luôn nha cô chú. Tay cành cây này lực. Bây giờ nó chiêu chả đều hết trơn. Đế cũng đều hả. Dạ là 21 à. Tổng cung đế 120. Đường kính bầu 39. Chiều cao 49 à. Mã số 8 này con xin giao lưu là 2.500.000 à. Dạ 2.500.000 nữa thôi chị. Cái này thì cốt cành đều luôn nha. Theo là mã số 9 à. Dạ mã số 9 nha cô chú, cái này thì khôn cao ha. Cốt cành là có luôn á quý cô chú anh chị. Đấy như một tí còn cao luôn. Rồi em xin số đôi luôn nha. Này là con đôi lên đây là lo cái cũ, cái cổ nha cô chú. Cái cổ này 17 nha cô chú. Rồi sát dưới đây thì nó 31. Cái này giống con bạch tuộc. Dạ chiều cao là 68 à. Đường kính bầu 38. Mã số 9 này con xin giao lưu là 2.400.000 à. Dạ rồi, 2.400.000. Cốt cành tứ diện, năm tụ sống khỏe luôn đó cô chú. Theo là mã số 10 à. Đó, số 10 này là nguyên từ gốc tới thân là nó da me hết trơn cô chú. Rồi, cái này vô bonsai là nguyện. Quá đã luôn nha cô chú. Tay cành như đinh đóng luôn à. Cái này giờ chi nó là nó không chống chỗ nào luôn. Dạ, lên da me hết trơn luôn nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn ạ. Dạ là 24 ạ. Dạ vị trí 24. Chiều cao là 48. Đường kính bầu 42 à. Mã số 10 này xin giao lưu là 2.800.000 ạ. Số điện thoại con là 0939 198 843, số cũng là Zalo cô chú. Dạ. Dạ, cái này chụp cốt cành đó cô chú chị. Cái này là mở 11 rồi cô chú. Mã số 11, đây có một cái bụng nó có một cái củ. Bụng nở lại hả cô chú chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Chi này 26 ạ. À. Chiều cao 71. Đường kính bầu 30 à. Mã số 11 này xin giao lưu là 2.600.000 à. Dạ 2.600.000 nha cô chú anh chị. Mã số 11. Rồi, xin lỗi nha. Theo là mã số 12 cô chú. Mã số 12.
À, cây này được lắp cốt cành luôn nha quý cô chú anh chị. Chi cành thì đều hả? Dạ. Đế thì phải chơi luôn cho các bạn, hai đế bỏ đều luôn nha. Dạ 22 ạ. Tổng cụm đế 120 ạ. Chiều cao là 84 ạ. Mã số 12 đang xin Zalo là 1.300.000 ạ. Dạ 1.300.000 hết cô chú, cây này phơm cao và trực lắc luôn nha. Cốt cành thì tứ diện hết rồi cô chú chị. Rồi em đổi cây luôn nha. Tiếp theo là mã số 13. Đó, mã 13 này là cũng là da me hết trơn nha cô chú. Nó có cái mấy cái thẹo này mà nó cũng đang kéo từ từ nha cô chú. Cái co nó rất là gắt luôn nha quý cô chú anh chị. Nó bít cái co này luôn rồi cô chú. Dạ. Vị trí này 23. Dạ, ở dưới cái co này nha cô chú chị, 23. Dạ. Cái co này co chắc bự. Chiều cao 57. Dạ. Nếu mà đo luôn cái con này nó tới bự lắm cô chú. Cái con này tới 36. Lên bình cho em mượn điện thoại. Đường kính bầu 28. Ờ rồi rồi. Mã số 13 này con xin giao luôn là 1.700.000 ạ. Dạ 1.700.000 nha mấy cô chú anh chị. Cái này đâm tuột sống khỏe hết rồi. Cô chú anh chị mình yên tâm nha. Rồi em đổi luôn. Tiếp theo là mã số 14 à. Mã số 14 này là một giống như là cây thú mà nó có cành hồi lại luôn nha cô chú. Đây là cô chú có chân đầy đủ hết. À. Có hai cái chân. Quái thú luôn nha. Dạ. Vậy rồi em xin số đo luôn, cây này nó già lắm rồi với cô chú chị. Đo cái cổ đi. Cái cổ là 14. Còn cái cổ dưới đây là nó bự hơn là tới 18 nha cô chú. Dạ. Mình là nó 23. Chiều bay là 60 ạ. Mã số 14 này xin giao luôn là 1 triệu đồng ạ. Dạ, 1 triệu trắng luôn á cô chú chị. Cây nó già lắm, nó lên xù xì luôn rồi ha. Dạ. Nó giống như là con cắt kè vậy. Có đây cái đuôi luôn. Dạ, em đổi được. Theo là mã số 15 ạ. Cái này nó cũng quái lắm cô chú anh chị. Cái số 15 này nó chi cành đều mà nó đế nó đặt hết rồi, cái gốc là da me hết trơn cô chú. À, lên da me bích thân luôn à. Đi một củ đập luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Hiện đo hai vị trí đi, đo cái cổ trước. Dạ cái cổ là 19 à. Đo dưới đây là nó 30 nha cô chú. Còn cái cũ là 35. Đường kính bầu 35 luôn. Chiều cao 51. Mã số 15 này con xin giao luôn là 2.800.000 ạ. À. Dạ rồi, 2.800.000 nha cô chú. Cây này nó lực cây lắm ha. Rồi, đổi luôn nha. Theo là mã số 16 ạ. À. Dạ, cây này thì phôm cao hơn nha cô chú anh chị. Cốt cành cũng chung cây này, cây nào nó già nó lên da me hết trơn nha cô chú. Nghe cái nó có bụng bự lắm nha. Giờ em xin số đo luôn ạ. Trang trăm mấy luôn. Dạ ở dưới này là 25 à. Dạ. Chiều cao là 74 à. Đường kính bầu 32 à. Đo cái bụng. Nghe cái bụng này tới 31 rồi nghe cô chú. Mã số 16 này xin giao luôn là 2.200.000 ạ. Dạ 2.200.000. Cây là tàn mang chơi nha cô chú chị. Rồi em đã luôn nha. Theo là mã số 17 ạ. Đây mã số 17 này đế lực lắm nha cô chú. Cây này cũng có cái con rất là gắt nha mấy cô chú chị. Đế thì ông cứng bầu luôn nha. Cây này đâm tuột sống khỏe luôn à. Dạ rồi em xin số đo luôn à.
Dạ là 23. Dạ 23. Đường kính bầu 32 ạ. À. Chiều cao 45 ạ. À. Mã số 17 ạ, xin Zalo 2.7 ạ. Rồi 2.7 một cây bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Có cành có ha. Rồi em đã luôn. Theo là mã số 18 ạ. À. Rồi, cái này cũng không cao nữa nha cô chú, chỉ cành. Cái này không cao chỉ cành đều mà. Nó nhìn nó như là con ếch như cái bậy chà bá nha cô chú. Nhìn nó quái quái lắm á cô chú anh chị. Dạ em xin số đo luôn ha. Nè, vị trí nhỏ nhất là đó đây nha cô chú. Là nó 28 nha cô chú. Dạ. Còn dưới đây em tính như cái cũ rồi. Là nó 38 ạ. À. Trên đây là đo vị trí này là nó cũng 37 thôi chú. Tổng vị trí nó còn nhỏ hơn cái đó. Đường kính bầu 40. Chiều cao 77. Mã số 18 này xin Zalo là 2.9 ạ. Dạ 2.900.000. Cây trực cốt cành mà đế quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đã luôn. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Dạ em này cũng dán trực luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành thì đóng khích gịch luôn nha. Dạ là 22 ạ. Dạ vị trí là 22. Chiều cao là 74 ạ. Mã số 19 này xin Zalo là 2.3 ạ. Dạ rồi 2.300.000 nha mấy cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn ạ. À. Theo là mã số 20 ạ. 20 cũng là phôi mai dảo ghi nên ha. Dạ. Dạ. Này là bây giờ bao bông đẹp luôn cô chú. Dạ mình để chơi ghim cũng được hoặc là mình dạ. Ghép cũng được cô chú chị nha. Cái này chị dàn xuống ok luôn ạ. Dạ là 23. Dạ vị trí này 23. Tổng cụm đế 120. Đường kính bầu 40 ạ. Chiều cao 63. Mã số 20 này xin Zalo là 2.2 ạ. Dạ 2.2 nha quý cô chú anh chị. Một cây dán trực đế đẹp luôn ha. Rồi em đổi luôn anh ơi. Tiếp theo là mã số 21 ạ. Dạ 21. Thân thì lắc ha, cốt cành có. Cây này nó già cây lắm rồi, nó lên da me lắm nha. Cây này nó già lắm. Rồi em xin số đo luôn. Chí này 22 à. Dạ 22. Đường kính bầu 39. Chiều cao 58. Mã số 21 em xin Zalo là 2 triệu ạ. À. 2 triệu chẳng luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi, em nha. Tiếp theo mã số 22 à. Nhất trụ kình thiên. Đế thì dây đế cũng lớn lớn không cô chú anh chị. À, đế là ở trong hai lớp luôn rồi vô. Dạ, em xin chào luôn. Dạ là 22 à. Dạ 22 và nó cũng vậy. Chiều cao là 37 à. Tổng cụm đế là 101 à. Mã số 22 đang xin Zalo là 700.000 à. 700.000. Mã số 22. 2. Dạ. Theo mã số 23. Số 23 này nó dữ lắm già cô chú ơi. Cốt cành thì bỏ đều tứ diện luôn á cô chú. Mấy cái nách này nó cũng bể da xù xì luôn ha. À, nó ra nó già trơn bích mịn chưa. Cái này lên da cóc luôn rồi. Cái co này nó gắt nó dính vô cái thân luôn rồi cô chú. Đế là cô chú ha. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Dạ là 25 ạ. Dạ 25 vị trí này nha cô chú chị. Chiều cao là 63. Đường kính bầu 35. Mã số 25 này 23 này con xin Zalo là 3 triệu đồng à. Dạ 23 3 triệu nha cô chú chị. Rồi em đổi luôn nha. Theo mã số 24 ạ. Dạ
rồi, cây này lùng thằng, lực nha cô chú. Nó lùng lực mà đế, nó đế, đế cũ mà nó bóp 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 luôn nè cô chú. Dạ, cứng cây bầu này luôn rồi nha. Cái da nó xù sần xùi, rất là già cây luôn á cô chú. Rồi, em xin xếp đâu luôn nha. Dạ là 25 à. Dạ. Nguyên một cái củ đông đặc là 48 à. Tổng cụm đế là 124 à. Chiều cao 44. Mã số 24 em xin giao lưu là 1.700.000 à. Dạ, rồi 1.700.000 nha quý cô chú. Cây này nó hàng già cây hết rồi quý cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn. Theo mã số 25 à. Vậy giờ chiếc này 24 à. Dạ. Chiều cao 59. Đường kính bầu 33. Mã số 25 mình xin giao lưu là 2.2 ạ. À. Rồi, 2.200.000. Em đổi luôn nha. Theo mã số 26 ạ. À. Ê. Mày vàng mình cũng quái lắm người chứ. Nhìn tưởng tôi quý không à. Cốt cành có hai cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Này bonsai là đúng bài. Dạ. Có hai cây tử luôn. Dạ. Dạ rồi em xin xếp đôi luôn nha. Dạ là 17 à, 16. 16 anh. Cái cũ không là nó 41 rồi cô chú. Đường kính bầu 33. Chiều cao 45, mã số 26 này xin giao lưu là 1 triệu đồng à. Dạ rồi, 1 triệu chẳng luôn á cô chú anh chị. Rồi em đổi nha. Theo là mã số 27 rồi chú. 27. Cốt cành thì tứ diện hết cô chú anh chị. Này mình lợp cái nón lá vô, cái nữa là ngon lành luôn nha. Ở đây có cái bụng này có một cái củ rất là gắt luôn. Rồi em xin số đó ha. Dạ là 20 à. Dạ, ngay cái củ này là bự thôi. Chiều cao là 53. Mã số 27 này em xin giao lưu là 2.400.000 à. Dạ rồi, 2.400.000. Cái co này nó ngắt là dính vô cái thân dưới luôn đó cô chú. Dạ, nha. Theo là mã số 28 là mã số cuối luôn nha cô chú. Trực cốt cành luôn cô chú, chị đế thì bỏ đều luôn nha. Dạ giờ em xin xíu ra ha. Nó già lắm rồi cô chú chỉ lên xù xì lắm nha. Dạ là 19 à. Đường kính bầu 34 à. Chiều cao 67 à. Mã số 28, mã số cuối này xin giao lưu là 2.200.000 à. Dạ rồi, 2.200.000. 2.200.000 cô chú. Dạ rồi. Ờ, này mã số 28 cũng là mã số cuối luôn à. À, cuối clip con xin kính chúc sức khỏe cô chú bác anh chị gần xa năm mới, chúc cô chú bác anh chị gần xa làm ăn dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước à. Dạ con xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.